Dấn thân vào khu thảo điển Anh Tây Sóc Nặng trước sự phát triển đỉnh cao của Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Post Daily. Các bạn thân mến, tuy rằng xã hội đã bước sang thời kỳ công nghệ 4.0 và mạng Internet cũng đã xuất hiện gần như toàn cầu, điều đó khiến cho thông tin luôn được cập nhật. Tuy nhiên với phương Tây, các thông tin về Việt Nam hiện tại lại khá ít. Bởi vậy nên, rất nhiều người chỉ biết Việt Nam qua các bộ phim Hollywood về chiến tranh, đó là một quốc gia nghèo đói, kém phát triển. Điển hình như anh chàng Jay này, trước khi tới Việt Nam, trong đầu anh ấy chỉ là một Việt Nam kém phát triển, vẫn còn rất lạc hậu. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam thì mọi thứ khiến anh ấy phải choáng ngợp, nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Jay về Việt Nam. Đặc biệt là khi anh được người bạn của mình đưa tới khu Thảo Điền ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được mệnh danh là khu nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy nên khi đặt chân tới đây, Jay đã không kìm được và phải thốt lên: Việt Nam làm sao có thể phát triển và giàu có đến mức này? Vậy cụ thể chuyến đi của Jay ra sao và phản ứng của netizen quốc tế khi nhìn thấy Việt Nam như vậy thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, nếu trước đây khu Thảo Điền quận 2 được biết đến như một vùng hoang vu thuộc ngoại ô thành phố, chẳng ai nhòm ngó, thì giờ đây đã khác. Hiện Thảo Điền đã được nâng cấp và được mệnh danh là khu nhà giàu với những dự án bất động sản cao cấp, các khu tiện ích hiện đại như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, trường học quốc tế, bệnh viện và các cơ sở giải trí. Đi một vòng Thảo Điền, Jay bất ngờ với số lượng cửa hàng có mặt ở trong khu vực này. Đi thêm một chút là đến khu vực nhà ở. Đó không phải là nhà ở bình thường mà là những căn biệt thự cực hoành tráng. Đi lướt một vòng, anh chàng choáng ngợp bởi không gian sống đẳng cấp, tràn ngập ánh sáng và màu xanh của tự nhiên. Trong mắt anh, những căn biệt thự này không khác gì một khu resort thu nhỏ, như một nơi nghỉ ngơi thư giãn giữa thiên nhiên. Nhìn từ ngoài vào đã thấy nhiều cây xanh được trồng trước và xung quanh nhà, vừa tạo cảm giác riêng tư, vừa tách biệt với sự ồn ào của thành phố. Những ngôi nhà ở đây mang một phong cách rất riêng biệt, đầy tinh tế và sang trọng, tạo cảm giác thoải mái, yên bình. Chỉ mới đi tham quan bên ngoài thôi mà anh chàng này đã phải thốt lên rằng ai nói Việt Nam nghèo thì nhất định phải tự mình đến Việt Nam một lần sẽ thấy cuộc sống của người dân ở đây tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Đặc biệt, có thể đến những khu vực như Thảo Điền để thấy cuộc sống của người khá giả ở Việt Nam. Việt Nam không như các bạn nghĩ nữa đâu, họ đã thực sự vươn mình trở thành một quốc gia phát triển. Trước những chia sẻ của Jay, nhiều cư dân mạng quốc tế tỏ ra rất bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua. Hãy cùng mình xem họ đã nói những gì nhé! Thảo Điền chắc chắn là một trong những khu vực dành cho người nước ngoài ở Sài Gòn, nơi bạn có thể tránh xa quận 1 đông khách du lịch. Tôi ở đó 2 tháng, ở rất vui và đêm yên bình hơn. Việt Nam quả thật đã rất phát triển, chính phủ của họ thật tuyệt vời. Những ngôi nhà đẹp và trang nhã mà bạn đã giới thiệu, đây là những ví dụ về kiến trúc tân cổ điển. Một số người sẽ gọi chúng là hậu hiện đại, nhưng nếu đây là xu hướng thiết kế mới của địa phương thì họ đến hơi muộn một chút. Ở Philippines, kiến trúc này đã phổ biến vào những năm 90 và rất nhiều ví dụ đã được thực hiện, không chỉ ở Manila mà còn ở nhiều tỉnh. Philippines giàu có hơn Việt Nam và tôi không bất ngờ về điều đó. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cũng đã bị sốc như bạn. Ban đầu trong suy nghĩ của tôi là một đất nước nghèo, nhưng khi tới nơi thì có nhiều nơi còn hiện đại hơn ở Wellington của New Zealand. Phở và gỏi cá của Việt Nam rất ngon và tôi chắc chắn sẽ quay lại lần sau khi tôi ở Việt Nam. Cảm ơn bạn đã thực hiện video này. Tôi đang ở nước khác nhưng tôi yêu Việt Nam, nhưng nó xa quá. Nhưng bây giờ tôi có thể xem video của bạn và nghĩ về đất nước xinh đẹp đó. Tôi ngưỡng mộ khả năng phát triển của người Việt. Nếu không có chiến tranh và cấm vận thì có lẽ họ đã ở ngang hàng với Nhật và Hàn Quốc. Hiện tại họ đang vươn lên đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ phát triển. Tôi sẽ không bất ngờ nếu quốc gia này đứng đầu Đông Nam Á trong vài năm tới. Bạn đúng rồi, đó là những ngôi nhà triệu đô ở Thảo Điền. Bạn cũng nên ghé thăm quận 7, một quận hiện đại của thành phố. GDP hiện tại của Việt Nam không phản ánh GDP thực tế của đất nước vì nó không tính thu nhập của những người sở hữu doanh nghiệp nhỏ, những người bán hàng rong, vân vân. Con số đó lẽ ra có thể lớn hơn nhiều hiện tại và thế giới đang bị Việt Nam lừa nếu chỉ nhìn vào GDP của họ. Những nơi này làm tôi nhớ đến khu vực tam giác phía Nam ở thành phố Quezon, Philippines, đặc biệt là phía Tomas Marato với những nhà hàng và quán bar tuyệt vời. Rất nhiều ngôi nhà thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu. Việt Nam bây giờ đã rất phát triển và họ đang đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ, còn chúng tôi lại đang thụt lùi. Làm tốt, đến từ New York, nhưng sống ở Việt Nam 30 năm. Vâng, Thảo Điền là một khu vực rất thú vị. Tôi thích ở gần quận 1 hơn một chút và sống trong một khu phức hợp cao tầng. Bây giờ tôi đã nghỉ hưu và rất hài lòng khi sống ở đây với người vợ mà tôi gặp ở New York năm 1976 nhưng là người gốc Sài Gòn.
tôi đã yêu Việt Nam và cũng không muốn trở lại Mỹ nữa. Việt Nam trông giống như một phiên bản ít ô nhiễm hơn của Bangladesh. Bangladesh đã trở nên công nghiệp hóa quá mức trong hai thập kỷ qua do ô nhiễm là tác dụng phụ dễ thấy nhất. Nhìn sự bình yên trong giàu có của họ khiến tôi ước mình được sống ở đó. Tôi rất vui khi thấy người Việt Nam làm tốt hơn trước rất nhiều. Họ là quốc gia khống chế đại dịch Covid tốt nhất nhờ sự đoàn kết của mọi người. Đây chính là thứ mà mọi quốc gia cần học tập họ. Nếu Việt Nam thực sự là một nước cộng sản thì sẽ không có vùng giàu, ai cũng nghèo như nhau. Có lẽ họ đã bắt đầu từ bỏ xã hội chủ nghĩa nên cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng ở Thảo Điền được vài tháng, đây là một khu vực tuyệt vời để sống cho người nước ngoài. Nhưng thành thật mà nói, cho đến nay bạn vẫn chưa cho thấy những biệt thự và nhà ở ấn tượng từ xa. Có vẻ như bạn đã quay video sai góc rồi, Thảo Điền trông đẹp hơn những gì bạn mô tả trong video và Việt Nam là nơi thực sự đáng sống. Tôi đã xem rất nhiều video về Sài Gòn và Việt Nam trong nhiều năm và đối với tôi, đây không phải khu vực giàu có nhất thành phố. Vâng, có rất nhiều biệt thự lớn ở đó, nhưng đường phố và vỉa hè trông không được sạch sẽ và ngăn nắp. Việt Nam có rất nhiều nơi còn giàu có hơn ở đó và tôi cá rằng họ đang là quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Chỉ cần nghĩ đến bất kỳ hộp đêm sang trọng nào mà người dân địa phương thường lui tới và bạn sẽ thấy họ giàu có đến mức nào. Họ đấm nát những chai cô nhắc trị giá 500 đô như thể nó đã lỗi thời. Vâng, đó là một vài bình luận của netizen quốc tế khi xem video này. Có thể thấy rằng đa phần họ đều ngỡ ngàng trước sự phát triển nhanh của Việt Nam trong thời gian qua và đánh giá cao đường lối mà chúng ta đang đi để phát triển kinh tế cũng như hội nhập quốc tế. Có thể thấy, từ những thách thức và khó khăn của quá khứ, Việt Nam đã mạnh dạn vươn lên với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thấu hiểu rằng, sự phát triển không chỉ đơn thuần là về kinh tế, mà còn là về nền văn hóa, xã hội và đặc biệt là về uy tín trên trường quốc tế. Việt Nam đã thực hiện những cải cách và đổi mới mạnh mẽ, tạo ra những bước tiến lớn đáng kể. Một trong những điểm sáng của Việt Nam là sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng với tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm luôn thuộc top đầu thế giới. Chúng ta đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và EU. Điều này chứng tỏ sự hấp dẫn và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã chứng minh khả năng cung cấp lao động có chất lượng cao cho thị trường lao động quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được biết đến và đánh giá cao trên thị trường toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở mặt kinh tế, Việt Nam còn tự hào về vị thế và ảnh hưởng của mình trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN và APEC. Việt Nam đã nắm một vai trò tích cực và xây dựng uy tín trên trường quốc tế thông qua việc tham gia vào các hội nghị, đối thoại và hợp tác quốc tế và ngày càng có tiếng nói trong các tổ chức quốc tế mà mình tham gia. Mong rằng trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa để trở thành con rồng của châu Á. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.